Tính tiền anh ơi. Rồi, có liền, có liền. Gì á? Chỉ tiền. Có xà trưởng mà, không có bì hả? Dạ. 20. Kìa anh. Mẹ ơi, con ăn xong rồi. Ừ, rồi sách tập với con mang đầy đủ chưa? Dạ đủ rồi. Ừ, còn bài tập làm chưa? Dạ rồi, hồi nãy mẹ đón con, mẹ đón trễ đó, con nội đánh con làm luôn. Được rồi, ăn đi xong rồi cái mẹ chở con đi qua chỗ học thêm. Trong cái thời gian đó mẹ sẽ tranh thủ đi gặp khách hàng chút xíu. Mẹ sẽ cố gắng đi về kịp giờ đón con ha. Dạ. Con có ăn thêm gì nữa không? Dạ không. Ừ. À, tính tiền chú ơi. Rồi, tới liền, tới liền. Nếu mấy sườn nào ra tính tiền cho người ta nè. Dạ. Nè, ở đây quán cơm, không phải quán bia ôm nha. Mà vô đây mà lơm cơm ở đây. Ăn cho lẹ, rồi về là lên ca đi cha nội. Ăn xong không chưa lo về, cứ ngồi con kẹo gái không à. Chị Thanh. Dạ. Dạ, 2 dĩa 50. À, dạ rồi, đây, gửi chú. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, hôm nay đưa Văn đi về hả? Đâu có, bây giờ là tôi chở bé nó đi học thêm luôn. Đó. Cái gì mới sáng học rồi bây giờ chiều học nữa. Dạ, đó cũng vậy cho nên đâu có kịp về nhà nấu cơm đâu chú. Cái chở bé nó qua đây ăn, nó gần cái chỗ nó học thêm. Với lại quán của chú đó, cơm thì ngon, giá cả thì hợp lý, hợp vệ sinh nữa cho nên là yên tâm cho bé nó ăn ở đây hoài đó. Dạ, cảm ơn chú. Yên tâm, ở đây là cơm sạch sẽ lắm. Mà ông chủ là vừa dễ thương, đó, dễ sinh, dễ cho, dễ dụ, muốn gì có đó. À, mày đi. Mày đi hết. Con đang đẩy thuyền đó, làm ơn đẩy cái thuyền này lướt ra, bám cái cồn này vô đi. Bao nhiêu tuổi đầu rồi vẫn ế. Cha mẹ dưới quê buồn, con có trách nhiệm lo cho ông chủ chứ đúng không? Ông chủ dễ thương lắm, dạ thích nít lắm. Có gì là... Lần sau lại giật cái mỏ ra luôn. Này nó cố gắng cưa đó. Vậy mà chứ chưa. Chú Nam dễ thương quá. Ừ, thôi đừng nghe lời nó, thằng này nó ba lơ nghe nó nói vậy á. Dạ. Dạ, nhưng mà thật ra cũng có ý đúng á. Công nhận là hai chú bán dễ thương thiệt. Dạ. Thôi, đi lẹ con có mẹ chở giờ con. Dạ. Mẹ cặp con ngủ. Ờ được rồi. Thôi Nam, mang ra cho cháu đi. Rồi lên xe đi để chú lấy cho con, yên tâm. Trời ơi, ba cái này chú làm hàng ngày mà. Mấy dễ thương. Ừ. Mấy dễ thương quá trời. Con mang ra cho con ta đi học đi. Làm gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Mày điên hả? Mày biết cái gì vậy? Nó có nhét gì trong đây đó? Nó có nhét bê tông cốt thép trong đây hay sao đó? Rất nặng. Mày tin tao sáng cái mày tứ chì luôn. Trắng qua trắng lại, trắng lên trắng xuống luôn. Chú này giờ này cũng yếu như người ta. Kinh ngói cặp kinh không nổi. Mày không biết nói mày sao luôn. Mày chỉ được cái mày cãi tao là hay thôi. Còn ngoài ra mày đúng đồ bỏ đi đó. Tránh ra đi. Ăn cho mập thay vô cái mập bụng rồi không biết làm được gì hết trơn. Là yếu dữ vậy ta. Cặp làm quá đáng. Nó nặng thiệt. Nó nặng thiệt đúng không? Trời ơi, có đúng không? Ê con nhét cái gì đây vậy? Chú ơi. Dạ. Cái cặp con nhét gì đây vậy? Ê con chơi chú hả? Con biết chú lấy nhờ cặp cho con nhét cái gì đó để chú khinh ông nổi vậy. Để chủ đầu tán chú kìa. Nó có đâu, sách của con, tập của con á. Cái gì? Chỉ sách và tập thôi hả? Dạ, thôi con trễ không đi ạ. À. Ừ. Ủa nó là cái giống gì vậy ta? Sao nó kéo lên cái một sao nhẹ nhàng quá vậy? Đừng kể chuyện trai nha, nhục lắm á. Trời ơi là trời, nó học cái gì mà ghê dữ vậy trời. Sách mà nó nhét mà khinh không nổi luôn mà nó học kiểu này thì thời gian đâu nó đi chơi bời. Thời gian đâu mà nó làm những cái chuyện khác. Không lẽ suốt ngày nó học không hả ông chủ? Chắc có lẽ là nhà chỉ có hai mẹ con thôi, hiểu không? Cho nên là chị Thanh chỉ muốn là nó tốt, học càng nhiều, biết càng nhiều, tốt chứ sao? Không, mình phải đứng dưới góc độ của con bé đó, đúng không? Nó có học mà, nó biết cái sự học đó nó là cái áp lực chứ. Trời ơi trời, một con người mà một ngày mà học hết một đống tập như vậy, trời ơi, thời gian đâu mà làm những chuyện khác. Còn mình đang đứng dưới góc độ là những người thất học, mình không nói chuyện gì được. Mày nói ai thất học? Chỉ có mày thôi, không có tao trong đó. Bây giờ tao mới hiểu tại sao 8 năm trời nước miếng sườn không được. Ủa cái liên quan tới chuyện học trời. Ông chủ. Ừ. Giờ cũng giãn khách hết rồi. Ừ. Nhắn bớt rồi. Ngồi xuống nói chuyện xíu thôi. Chuyện gì? Hỏi xíu, hỏi xíu chuyện. Mày tao nói không bao giờ có chuyện gì đàng hoàng á. Mày là chỉ toàn chuyện tào lao không à. Lao thì tao hỏi chuyện đàng hoàng chứ. Đời nói. Còn hỏi thì ông chủ nè. Ừ. Ông chủ thấy chị Thanh sao? Thì Thanh là người phụ nữ tốt quá. Tốt thì con không biết. Nhưng mà đẹp á, hợp á, hợp với ông chủ á. Mà sao con không hiểu nha, mấy lần con đẩy thuyền ra rồi, tại sao không chịu luôn?
cứ từ chối. Trời ơi trời, lớn chừng này tuổi rồi, tính chừng nào mới có gia đình. Nè, tao lấy tao lăn, tao nhét vô họng mày gì, nghe chưa? Con... Tao nói bao nhiêu lần rồi, hả? Tao nói tao không muốn nhắc chuyện đó nữa, còn chuyện đó ngay cả ba tao không ép tao được mà. Hiểu chưa? Không phải, nhưng mà lớn tuổi... Cái gì cũng vậy, duyên nó tới là nó tới, trời cản không được, hiểu không? Mệt quá, nhưng mà mày không lo bản thân mày kìa. Tới từng tuổi này cũng chưa có một mảnh tình dắt dai kìa. Có, nhiều người thương lắm mà tại vì chưa chấm thôi, nhiều đúng lắm. Rồi, thương mày đúng rồi, thương mày xong rồi đi thương người ta không à. Thì... Mày nhớ nhỏ cái vỏ thật cũng bữa không? Tại... lao, không. Nói cứng họng không biết nói gì luôn. Thì... Sao biết nói gì? Thôi thì tôi lo cho mấy người, tôi sợ mấy người về già không có ai lo. Còn không được thôi. Còn alo? Mạnh, mày. Alo, chú Long hả chú Long? Tôi nghe. À, chú Long ơi, tôi phiền chú chút xíu nha. Bây giờ con bé Trân nó học ra rồi mà tôi thì tôi kẹt chú công chuyện chưa có về kịp. Tôi phiền chú đi đón con bé qua rồi cái chú để nó ở quán chú á. Chút xíu xong công chuyện rồi cái tôi ghé qua đó tôi đón con nhỏ về nha. Rồi được rồi. Yên tâm, để đi đón con cho. Nghe. Dạ, vậy giờ phiền chú nha. Rồi. Nè. Mày cười cái gì? Mày biết cái nụ cười và cái ánh mắt mày nhìn tao khó chịu lắm không? Thôi khỏi chọi, khỏi giả bộ nữa nha. Mày đặt lo cho công việc, lo cho tương lai, không nghĩ tới tình duyên. Duyên tới thì mình hứng. Vậy mà alo, để đón con cho. Mày điên, mày điên hả? Chứ lấy giờ làm sao? Sao kêu bé đó bằng con? Chứ bây giờ tao gọi nó bằng má rồi hả? Quên hả? Nhưng cái cách kêu nó kỳ lắm. Thí dụ như con ta kêu con thằng học bé đó kêu con thái độ mềm mỏng, hiền dịu. Mà ngộ nè, mỗi lần mà con nhờ ông chủ lấy miếng nước mắm, lấy miếng mỡ hành đó là thái độ rất là hằn học. Tại sao người lạ gọi một cái thái độ thay đổi liền vậy? Đến đón con cho, đến đón con cho. Sáng một tay mày về nghe chưa? Nghe chưa? Mày đừng có điên cùng vừa thôi nha cho. Thì con nói đúng rồi, yêu thì nói mình yêu đi nha. Chú Long ơi. Chú Nam ơi. Con không vô nhẹ nhàng quá, không nghe tiếng động gì hết trơn vậy. Mày muốn vô đừng có hù sau lưng nha. Lớn tuổi rồi huyết áp hơi cao. Mà nè, không cao bằng mày đâu. Thì mày nhập viện hai lần rồi đó. Thì kệ người ta. Nè, kêu chú thì thoải mái nha, cứ kêu chú Nam. Còn đây kêu thằng ba đi cho nó quen. Mày nè, tao sáng tao mày giờ mày để con nhút nhem gì cái chứ. Tập cho nó quen đi mà. Tập đi mà tập. Ai ba? Không gì đâu, đừng nghe thằng nào nói nhảm nha. Thôi con ngồi đi. Con muốn ăn gì ba lấy cho ăn. Mày không có chưa? Mày có chưa? Mày im đi. Con à. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Chú bị liệu, cái miệng thôi. Nó nói bị liệu thôi. Ăn uống gì không để chú lấy cho. Dạ thôi, con không ăn đâu. Ủa mà quên. Chú hỏi cái này cái. Dạ. Ủa mẹ con mới gọi điện thoại kêu là chú qua đón con mà sao tiện con đi qua đây luôn vậy? Con đâu biết đâu, con không thấy mẹ đón nên con đi qua đây chơi với chú. Có đâu nguy hiểm giờ, lần sau cứ đãi đó rồi chú tới chú đón cho nghe chưa, đừng có đi làm bậy bạ nghe chưa. Dạ con biết rồi. Ừ, ngoan. Chú cho con mượn cái bàn này con học bài nha. Con cứ tự nhiên thôi. Ủa mà quên nữa, ủa sao con chú không nhớ không lầm là hồi chiều nay á, trong lúc con chờ mà mẹ con tới đón á, con làm bài hết trơn rồi mà. Dạ con làm xong một môn thôi mà mỗi ngày học tới 5 môn lận cho nên là con phải làm thêm rất nhiều nữa. Cũng phải ha. Dạ. Ủa mà quên nữa. Con học gì một tuần, con học chú thấy con học nhiều quá vậy. Con học sao vậy? Một tuần học mấy ngày vậy? Dạ thì một tuần con học có 6 ngày thôi. 5 ngày là học 2 buổi, còn một ngày là học một buổi là ngày thứ bảy. Vậy hả? Dạ. Cũng đỡ ha. Con ngày chủ nhật ha. Đâu chủ nhật con học thêm năng khiếu nữa. Sao con kể ra thế? Cả tuần con học hết vậy? Dạ. Ủa thời gian đâu con đi chơi? Dạ con không có đi. Trời ơi, con học gì đâu có được đâu con. Sau này con lớn lên, con nhìn lại cái quá khứ của con sẽ cảm thấy hối hận đó. Người ta có tuổi thơ, còn con giống như không có tuổi thơ vậy. Dạ. Con học thì học nhưng mà mình dành thời gian đi chơi, đi du lịch, đi dã ngoại chứ. Còn cái gì đâu mà cả tuần đều học hết sao được. Dạ không phải đâu, tại vì con cũng muốn học. Với lại con không học thì con ở nhà con cũng không biết làm gì hết. Có phải mẹ con ép con học không? Dạ không có, mẹ con không có ép. Ủa sao con nít mình tới học ghê vậy? Sao đừng nghĩ xấu về Thanh như vậy. Thật mày sao? Trời ơi binh đồ nữa. Nhưng mà ê, chú thấy cũng không có tốt lắm á. Con cũng nên ở nhà rồi kiếm bạn rồi kết bạn chơi đi con. Chứ mà tuổi thơ mà không có là uổng lắm luôn á. Tại vì mẹ con đi làm á, mà con ở nhà con chơi mẹ con không an tâm. Trời ơi bây giờ nói với mẹ đi cứ yên tâm,
Sau này có ba qua chơi mà. Mày sao cái gì ngoài thì, trời ơi, thì lo trời. Lo cái gì mà lo, con nít cái gì nó là bậy bạ rồi, nó về nó nói nó là người lớn nghe rồi, mặt mũi đó đâu, rồi lỡ gì bà chịu rồi sao. Trời, mày làm tao liệu mà ngoài nói gì vậy, mệt quá đi. Đừng nghe nó nha. Dạ. Chú Nam bị ba lơn vậy đó nha. Dạ. Giỡn giỡn vui vui thôi. Ờ thôi con cứ học hành đi nha. Dạ. Có gì đói nó khác gì nói là ba lấy nước cho uống. Cái gì đó? Cái gì là chú lấy nước cho uống. Chú lấy nước cho uống. Nha. Dạ. Ừ, tại chú thứ ba. Chú thứ ba. Không có. Lộn. Chú tư á. Không phải đâu. Mày điên hả? Mày điên hả? Mày điên hả? Ủa? Hình như bên nhà Tèo đúng không? Làm mở nhạc lớn gì? Tổ chức sinh nhật cho con nó. Làm mầm gì đó. Mà mời có mười mấy bạn. Quá trời khách luôn. Thực hệ đi. Sinh nhật mỗi năm có một lần mà, với con nó năm nay cũng mười mấy tuổi rồi, nó làm không sao. Không, nhưng cái vấn đề quan trọng là nó không có tình làng nghĩa xóm, đúng không? Thí dụ như sinh nhật á, nó phải biết suy nghĩ cho hàng xóm của nó chứ. Nó mua toàn đồ ngoài vô đãi sinh nhật quan khách mà, tại sao nó qua mua cơm tấm sườn bị trả đại khách? Mày điên hả? Mày đợi đãi sinh nhật ai đãi cơm tấm sườn bị trả? Bây giờ nó có sự lạ. Thí dụ mình đi sinh nhật về có gì để nói không? Tao gặp A gặp B không có gì để nói, xong hết sinh nhật. Còn đi sinh nhật của con Tèo về đãi cơm tấm sườn bị trả về kể, nó lạ không? Lạ, lạ với những người có đổ điên khùng như mày á, chứ cái thằng điên khùng. Cái gì vậy? Ủa con, sao con khóc vậy? Sao vậy? Con thấy bạn sinh nhật con tuổi thân quá. Ủa sao con lại kỳ vậy? Hả? Đừng có đố kỳ nghe chưa? Bạn bè mình mà, sinh nhật là vui mà, sao tiện không vui với người ta, tuổi thân là sao? Hôm nay là sinh nhật của con. Mẹ con không có nhớ. À vậy hả? Mẹ con thiệt là vô tâm. Ai bắt mày nói câu đó vậy? Ai biết nãy đá long nheo tưởng kêu ai nói câu đó. Đá long nheo tao kêu mày đi mua bánh. Ủa phải nói chứ. Trời ơi là trời, làm sao mà hiểu nhau được tới những mức độ như vậy. Trời ơi vậy mà tưởng nói cái kia. Điên. Mình điên rồi. À thôi. Đây là không lớn rồi, khóc nghe là không có tốt, xấu lắm. Khóc nghe là người ta nhìn vô, người ta nói với mình này nọ, hiểu chưa? Đây nè. Ừ. Đây. Nghe chút nói. Đây. Này đó, này lấy cái này lau nước mắt nè. Đi con lấy con lau đi nha. Nha. Ừ. Thôi mà, nghe ba nói nè. Nghe chú. À thật ra mẹ con á là người đàn bà rất là tốt ha. Mẹ con lúc nào cũng thương con hết trơn á. À, mẹ con lúc nào cũng yêu thương con hết trơn á. Bằng chứng là ngày hôm nay là mẹ con mới con phải từ từ con làm. Muốn là mẹ lúc nào mẹ dành cho con một ngày thôi cũng được nữa. Mẹ ở bên cạnh con là được, nhưng mẹ không có. Mẹ bỏ con. Chú biết nhưng mà thật ra không phải vậy đâu. Mẹ con thật ra làm ngay là giả bộ thôi. Bận người biểu nè, con tới đây nè. Xong rồi đúng là cái này bí mật nha, không nói cho ai biết trơn á. Nhưng mà tại vì con khóc thì chú nói luôn. Hồi đừng là nói lại cho mẹ con. Mẹ con la chú nha. Là mẹ con cùng với là chú Nam á, là mua bánh sinh nhật sẵn hết rồi. Đó, là cái bất ngờ để con vô đây nè. Con ngồi đây nè. Đó, rồi nhạc nổ lên cái là mẹ con vô. Đó, con quay lại sau lưng nè. 2, 3. Chúc mừng sinh nhật con gái. À, chúc mừng con nghe. Tưởng là mẹ quên con rồi. Con gái ngốc của mẹ, làm sao mà mẹ có thể quên sinh nhật của con được chứ. Mẹ chỉ có một mình con thôi mà. Con là cục vàng của mẹ đó biết chưa. Hết giận mẹ chưa? Giận hờ cái gì nữa. Sinh nhật phải có nến chứ đúng không con. Đi vô đây, chú kiếm nến cho con thổi. Bánh sinh nhật. Đi. Bánh sinh nhật. Đi con. Đi. Chú Long bé có sao không chú? À, không sao chị, không sao chị. Chú sao vậy? Mày định ám sát tao đúng không? Chết cái gì? Mày lố tao cái gì? Cái gì? Ông chủ làm cái chuyện này thế nào chị Thanh cũng cảm động mà. Hiểu không? Nhân dịp này tấn công luôn. Mày đừng có điên quá đi.
Nghe con đi, tấn công luôn nha. Đi vô lấy nón đi. Để con vô con kéo dài thời gian nha. Ừ. Chưa lấy đôi nón đi con. À đi đi. Tấn công gì vậy? Chị. Chú Long à, thật sự ngày hôm nay tôi rất cảm ơn chú và chú Nam. Nhờ có cách này của hai chú mà bé Trân nhà tôi có được một cái sinh nhật trọn vẹn. Thật sự là dạo này tôi cũng khá là bận, mà tôi đã vô tình quên mất sinh nhật của con bé. Nếu như không có chiếc bánh của hai chú, thật sự là tôi không biết phải nói thế nào với con bé. Cái này chuyện nhỏ thôi mà chị. À, với lại nếu mà chị đã nói vậy rồi thì tôi cũng có một chút tâm sự mỏng nha. Tâm sự mỏng là muốn nói với chị, nếu có gì mà không phải á thì xin gì bỏ qua giùm tôi. Dạ có gì chú cứ nói ạ. À, chị cũng biết rồi đó, con nít đó thường thường nó phải có tuổi thơ, mà vì tuổi thơ nó rất là đẹp, nó phải cần có cái sự chăm sóc của gia đình, đặc biệt là người mẹ người cha của mình. Chứ mà chị cứ giao phó hết cho nhà trường như vậy thì tôi nghĩ nó cũng không có tốt đâu. Ngoài ra thì để cho con của mình mà nó được hoàn thiện, để sau này lớn lên sự thành công cho nó, tôi nghĩ là phải đầy đủ 3 yếu tố: gia đình, nhà trường và xã hội. Hồi nãy tôi nói chuyện với cháu á, tôi thấy cháu nó rất là cảm thấy thiếu thốn tình cảm chị dành cho nó. Tôi chỉ đoán vậy thôi nha, chị đừng có la cháu. Tội nghiệp cho nó. Với lại chị biết mà, ở cái tuổi này á thì về cái mặt mà tinh thần của cháu á nó rất là quan trọng, chị cần phải vun đắp cho nó nhiều hơn nữa. Chị cũng thấy rồi đó, gần đây báo đài cũng đăng rất nhiều cái chuyện đau lòng về các em học sinh. Mong chị chắc tôi nói chị hiểu ha. Tôi hiểu mà, tôi cảm ơn chú rất là nhiều. Và qua sự việc lần này, tôi cũng phải rút kinh nghiệm cho bản thân. Tôi sẽ sắp xếp công việc và dành nhiều thời gian cho cháu hơn. Cảm ơn chú. Không có gì. Tôi cũng coi Chân như là con của tôi vậy mà, không sao đâu. Cho con đốt rồi. Ủa, hả? Hùng chưa? Sao toàn mày điên hả? Mày điên. Chưa hả? Trời ơi, sao yếu vậy? Mệt quá. Đốt kẹt lên. Đốt đi. Con cắm vô. À, cái họ không có đèn cày, bây giờ mình chơi bắn pháo bông đi. Rồi. Quẹt đâu? Quẹt. Rồi. Rồi, mỗi người một cây nè. Đây. Đó. Rồi, bắt đầu hát nè. Đó. Rồi. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật con ha. Yeah.